Thúy Diễm Lương Thế Thành tiết lộ kế hoạch sinh con thứ hai. Tổ ấm Thúy Diễm và Lương Thế Thành được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu của biết Sau 6 năm kết hôn và có con trai đào lòng, cặp đôi được mong đợi sớm thông báo thêm tin vui với người hâm mộ. Trước kỳ vọng từ công chúng, đôi yên ương đã tiết lộ kế hoạch và thời điểm sinh con thứ hai. Chia sẻ với báo chí, người đẹp sinh năm 86 đã tiết lộ về những thay đổi sắp tới của gia đình. Cụ thể, vợ chồng người đẹp đang tiến hành xây dựng căn nhà mới cho tổ ấm của mình. Dự án được thi công trước Tết và là món quà của cặp sao dành tặng mẹ ruột Thúy Diễm. Nữ diễn viên Cát Đỏ cho biết, cô và chồng lên kế hoạch sinh con thứ hai sau khi căn nhà hoàn thành 100%. Trước đó, vợ chồng Thúy Diễm công khai bản phát thảo ngôi nhà sắp hoàn thiện của mình trên trang cá nhân. Không gian nhà có thiết kế hiện đại, tối giản với gam màu xám, đen, trắng, chủ đạo. Được biết, biệt thự của gia đình nam diễn viên Cổng Mặt Trời có diện tích lên đến 200m2, gồm đầy đủ các khu vực ngủ, nấu ăn, vui chơi sinh hoạt cho nhiều thành viên. Sau 6 năm kết hôn, vợ chồng Thúy Diễm Lương Thế Thành có trái ngọt đầu tiên là cậu con trai Bảo Bảo. Cậu bé là nhóc tỳ vi bít có quốc tịch Mỹ. Cụ thể trước khi sinh con đầu lòng, cặp sau đã bay đến xứ sở cờ hoa khi Thúy Diễm mang thai tháng thứ năm để chuẩn bị cho việc sinh nở. Đến hiện tại con trai Lương Thế Thành đã tròn 3 tuổi và có tính cách thông minh, lanh lợi. Khi nhóc tỳ đầu lòng cứng cáp, vợ chồng Thúy Diễm nhiều lần vững nghi vấn mang thai lần hai. Tuy nhiên cặp đôi đều lên tiếng phủ nhận. Hiện gia đình nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống yên bình, viên mãn. Dù bận rộn hoạt động nghệ thuật, người đẹp và chồng luôn dành thời gian đồng hành cùng con trong hành trình phát triển. Trong đó, Lương Thế Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ khi biết chăm sóc và hỗ trợ bà xã Việt nhà